Lương Thủy Linh chỉ thích diện váy ngắn khoe chân 1,22m. Với vóc dáng 1,78m cùng đôi chân dài 1,22m, Lương Thủy Linh thường chọn crop top, váy ngắn trên gối để khoe lợi thế hình thể. Trong loạt ảnh đăng tải gần đây, Lương Thủy Linh gây chú ý với dáng chuẩn. Người đẹp biết cách gây chú ý khi diện váy ngắn khoe chân dài 1,22m. Mẫu váy ngắn màu xanh được Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tận dụng thường xuyên. Cô thường phối với áo trắng và sneaker năng động. Lương Thủy Linh sinh năm 2000. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 ở tuổi 19, sau đó vào top 12 Miss World Việt Nam cùng năm. Sau khi đăng quang, người đẹp tham gia nhiều sự kiện sắc đẹp, làm giám khảo, huấn luyện viên, MC và thành công ở mảng quảng cáo. Cô còn xuất hiện ở các sự kiện, trường đại học với tư cách diễn giả cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.